có nước là có tiền. Tiền cưới hôm nay lời chắc. Có nước có tiền. Rồi bây giờ quay trở lại thì chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi và gửi đến những người bạn của cô dâu chú rể, cũng như gửi đến nhà trai nhà gái. Ai có câu trả lời giơ tay lên, chúng tôi sẽ gửi những phần quà cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay đến tham dự lễ cưới, tham gia vào các trò chơi, trả lời đúng có quà mang về, rất là đơn giản. Ai đồng ý xin mời vỗ tay. Mới có hai bàn đồng ý à? Quỳnh đồng ý không Quỳnh? Ba bàn, tăng lên được một lượng fan nữa ba bàn. Ba bàn còn lại không đồng ý, một hồi lấy quà chắc chết tôi luôn. Qua cái này phải mời cô dâu chú rể lên nữa chứ, phải có cô dâu chú rể đứng ở đây, là tại vì cô dâu chú rể mới xác nhận được là câu trả lời đó có đúng hay không, là tại vì có một vài cái thông tin có liên quan đến cô dâu chú rể. Cô dâu Hoàng Oanh và chú rể Tomonori xin mời quay trở lại sân khấu. Come back, lấy quà xong nhớ đừng có đi về, ở lại chương trình còn nhiều. Chút kinh nghiệm trường hợp mấy cái hội chợ lần trước lấy quà xong đi về. Rồi câu 1 rất đơn giản, chúng tôi có 9 câu hỏi, có một câu 2 dành cho khán giả, câu 3, câu 6, câu 9 là dành cho cô dâu chú rể. Arigato. Hiểu rồi. Em chỉ cần nói ngắn gọn thôi mà người ta hiểu, quan trọng là hiệu quả. Xuân Quỳnh đâu rồi? Thấy anh chưa? Quan trọng là hiệu quả, còn em tập trung ăn quá. Lát nữa không bị gỡ nhẹ thôi. Rồi câu 1. Hai người lúc đầu qua trước khi phần lễ ha, còn dẫn là để em dịch cho anh Tài, em dịch cho sao ngồi vô ngồi ăn luôn, không phải rủ anh Tài ăn gì trơn hết trọi vậy. Biết sao bận kimono rồi ha. Hey, minasama, kore kara shinro shinfu ni chuite shukan to ka kyoumi to ka shitsumon ga rashimasu. De, minasan wa kotaetara atarashii dattara prezento moraemasu ne. Hey, zehi yoroshiku onegaishimasu. Em dịch cái game hay là em dịch cái vụ anh nói em ăn vậy? Dịch game thôi nha. Cái vụ anh nói em ăn là người Việt hiểu được rồi. Đừng dịch với Nhật. Rồi, câu số 1. Ở nước Nhật, người ta thường chấm gì với bồ tàn? Chút đồ, xin lỗi xin lỗi kháng kêu nai xin chứ mong kìa đồ. Sáng sổ nó xin chứ mong hoa. Nhi-hôn đề. Nhi-hôn dịnh hoa. Wasabi to nani to iso ni habemasu ka? Sao tiếng Nhật nó dịch dài quá vậy quý vị? Nhưng mà ai liệt kê nhiều mới là người chiến thắng nha Quỳnh. Em nói là giùm anh đi. Nè, wasabi. Yei chukeru habemono wa nare ga ichiban takusan oshietara kachimasu. Có nghĩa là có rất nhiều món chấm với bồ tạc, ai liệt kê nhiều món là người chiến thắng nha. Ở nước Nhật người ta thường chấm gì với bồ tạc? Rồi xin mời. Rồi phải chắc anh đi luôn quá Quỳnh. Tôi chịu hả? Ừ. Ủa là nãy giờ hai người đang nói gì vậy Quỳnh? Anh nói ở nước Nhật người ta thường chấm gì với bù tàn? Rồi chị em gái cô dâu đâu? Chị em gái cô dâu đâu? Lên 3 món là thắng liền, 4 món double, 6 món là triple. Đó cái nhân lên, nhân đôi, nhân ba. Lên nhanh coi chừng, cẩn thận. Ở nước Nhật nha, người ta thường chấm gì với bù tàn nha. Rồi đầu tiên là giới thiệu về bạn trước đã. Là em của cô dâu ạ. Em trả lời là Katsumi, Sushi, Linka, Maki. Lớn chậu nghe, đây là lớn chậu nghe. Dạ là Sushi, Katsumi, Linka, Maki. Cái đó là có cơm với lại đồng biển nên mình phải chậm. Nói về cơm đồng biển em đâu có nghe, nói tiếng Nhật nè em. Cơm với đồng biển là cái gì? Nói tiếng Nhật luôn. Ai liền kê đặc sản nhiều thắng? Không chấp nhận em gái của cô dâu nha. Được quyền luôn, được quyền chứ. Em gái của cô dâu không được, được quyền, nha. Được quyền, được hết, cùng chơi công bằng, được quyền hết. Bây giờ ở trên lầu kia trả lời cho. Alo, Hanayome no jikka no omiyage wa nan desu ka? Thích sáng desu ne. Là em gái của cô dâu này. Rồi, đó thiệt hại biết rồi. Ta mà hỏi tên kìa. Dạ, tên Hà. Hanayome no imoto Hà-san. Quê cô dâu ở Gia Lai. Đặc sản là có phở khô Gia Lai. Ốc khô. Phở khô giờ giá nhiêu tiền, nhiêu tiền tô? Ốc khô hả? Phở khô. Cái hành là gì? Thôi bỏ đi, thôi. Luôn. Trời ơi, có đem chè lên đây không? Đem chè không? Rồi xa quá, phải có ly chè. Đúng em không? 8 món rồi, bác 8 món rồi. Sẵn rồi nha, xin chúc mừng bác. Xin chúc mừng bác. Người thắng chiến thắng rất là ngoạn mục. Sau đây chú rể sẽ có phần quà nhỏ dành cho
mình chiến thắng luôn. Cảm ơn bác. Chú bạn sẽ trao tặng cho bác một phần quà kỷ niệm nha. Hôm nay thầy tô sáng lắm nè. Hẹn hò là ở đâu? Lúc đó thời tiết bao nhiêu độ? Hết. Cứ dưới 26 độ chúng tôi phân tích được liền. Đầu tiên anh chị hẹn hò là ở đâu, thời tiết bao nhiêu độ? Cái nhiệt độ quan trọng lắm mà phân tích được liền. Đúng hay không liền? Vì nó sang ít màu à, xin lỗi xin lỗi số đa xin ma sửa hành lý xe áo đồ à. Không có bạn biển nào mà nhiệt độ 20 độ hết. Lần đầu tiên anh chị hẹn hò là gặp nhau á. Đầu tiên hai anh chị gặp nhau là ở đâu, lúc đó thời tiết bao nhiêu độ? Không nhớ luôn, quá hờn. Thì hẹn hò đó, lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên hẹn hò đó. Quán không của anh biết, anh biết không cô? Rồi lúc đó thời tiết bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? Chú này không nói, không có nhớ là mấy độ, nhớ là nóng lắm. Nóng lắm là mùa nắng. Hẹn nhau ăn cua. Ăn cua. Ăn cua mà nóng lắm là mùa nắng. Là chọn cái góc ngồi không có cái quạt. Bây giờ phân tích được hết. Mà ngồi nêu mát là biết rồi, ngồi nghe có cái quạt. Bữa đó. Em nghĩ là thằng trai ngồi ngoài bờ kè. Phong cua là dưới Bình Quế. Ngày hôm đó ai ăn nhiều hơn? Tomo chẳng. Trời ơi, người phụ nữ lúc nào cũng cô dâu tố chú này ăn nhiều nhất, ăn nhiều hơn. Rồi, ai ăn nhiều hơn không quan trọng là mình nhớ được là. Cô nói là Tomo chẳng gì bài tài bài sử dụng và ta sử dụng đi để. Đúng rồi, lần đầu tiên người ta dẫn người con gái đi ăn thì người con trai ăn nhiều hơn là đúng rồi. Tại vì làm quen mà, phải dẫn cái phụ nữ đi ăn. Con đường dẫn đến mà máu để có thể quen được người phụ nữ thì mới qua cái bao tử. Ai cũng biết rồi. Rồi, câu số 4 dành tặng cho khán giả nha. Cô dâu thích mặc váy hay là quần trong các buổi dạo phố hả? Quá dễ luôn. Nếu mà thêm một ký nữa là em cũng đúng luôn. Nếu mà chú rể mà ăn no thêm một ký nữa là em đúng chính xác luôn. 120. Ủa em sao biết hay chính xác cái con số này vậy? Thật mới là sáng mới cần phải không? Ngủ à, gia đình phải không? Chung chung mình cộng hai. Mẹ cũng rảnh quá, chiến lô quá vậy.